Tại ra cô lại bỏ tôi. Tại ra cô lại đi theo thằng đó. Đúng là đồ không có nổ, đồ không có trái tim, đồ có mát nhưng mà bị cằn. Một người nghĩ rằng một người tốt bụng sao nghèo thật giống như tôi là không ơi, là đi ấn thèn đầy trá nhò vào hạt dũa. Rồi một ngày, rồi một ngày hắn sẽ bỏ cô. Rồi cô phải ăn hăn, cô phải ăn hăn. Đúng rồi. Rồi một ngày con bé nó sẽ ăn hận thôi. Chắc chắn nó sẽ phải ăn hận. Ăn hận nếu không bỏ mi. Ủa thì lọ đến bỏ. Lạ chi. Mi nghĩ cô á, thời buổi trừ con ghế là cần cái chi? Cần tấp liều tranh với là hơi quá tim giòn. Mi có mà trái tim liều mọn á. Con ghế á, có cần một người có thể che chở, một người có thể làm chỗ dựa vững chắc cho họ. Dạ ư khôn. Anh Bo nhìn em cua ngầu lắm chứ phải nè. Lưng giờ và rộng. Anh Bo ngầu xuống đây. Tao dựa cho tao. Dựa đi. Chắc không? Chắc nịch luôn á. Nó đạo mi dùng để gọi chứ không lộn gì được á. Mô còn đậu mũ nữa. Đừng có lấy sự cù. Mi nhìn mi đi. Thật dấu. Nghèo. Rồi có mẹ còn sáo nữa. Xúc ngào hôm trời. Rồi câu muốn giống yêu mi. Ít rồi á, biết mình thua thiệt thì phải lo phấn đấu lồm ăn, kiếm tiền, lo cho bản thân, lo cho người yêu, xúc nhà chơi bời lồm được chứ. Wow. Anh Châu cho rửa lạnh bò chưa biết rồi. Thằng muối này đã không còn như xưa nữa, muối đã thay đổi. Thay đổi ra, mình nuốt từng ngày nè. Anh Bo biết chương trình xuất tanh không? Biết. Rồi ra. Em sẽ viết nên một dự án từ hơn trăm cho đến hơn tỷ đồng. Sau đó em lên thì nữa em bộ vốn. Rứa là đầu tư. Sao lại em có tiền. Em giàu. Anh Bo thấy kinh chưa? Kinh chưa? Kinh. Trả quá kinh luôn. Đi 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 với ta. Đi mô. Đi đến trường mẫu vô. Vô em chị. Đi đi đã. Ủa anh Bo dắt em qua trường mẫu vô này chị. Anh Bo thì đi kêu gỗ vốn. Không, cái dự án của em là phải kêu gỗ trên sắc tanh á, chứ phải kêu gỗ trường mẫu vô. Dự án của mày á chỉ đi phỉnh con nít thôi. Nghĩ gì ra, không một chút kiến thức. Học vẹt ở đâu rồi mà đùa đi gũa bóng ngài bóng ngọ đó. Cuộc sống thì có lồn mới có ăn em ấy. Rèn và anh Bo núi như thầy hứng rô xe đó. Thầy mua cũng đứa thôi. Giờ trừ tao có cách này. Lồn ngài kiếm 2 triệu. Lồn không? Wow. Anh Chu cho. Bình thường ngài em lồn hơi em ngòm thấy nhiều rồi. Lồn ra mà kiếm được 2 triệu ngài. Bởi tao nói muốn lồn già á là phải cần có tư duy. Nắm bét thời cơ. Rứa cách tiền bò chạy mới nè. Chuẩn bị tới ngày 20 tháng 10. Mấy cái cặp đầu yêu nhau á, thường giác như ro cổ rồng. Còn tình yêu chơi, mà đi chơi á, để lưu lại kỷ niệm, thì họ thường làm cái chi? À hỏi cái đào đi nhá. Đào ác hồng mô cũng đen túi. Ủa chứ họ làm cái chi? Họ sẽ chụp hình. Bình thường chụp tấm là hơi chục. Mi chỉ cần chụp 100 tấm là mới có hơi triệu rồi. Mà 20 tháng 10 hả, ở nguồn á, có mấy trăm cạp luôn. À, chú cho ngâu nghe. Chứ rèn. Mà không được. Ở nguồn nữa là quá trời người chụp hình dọ luôn. Là em có biết chụp hình mô, rèn cạnh tranh được. Trời, thời buổi 4.0 rồi. Mấy người nó chụp ảnh dọ, yên ảnh, lao. Bữa nay có cái má nó bấm chụp một phát, sang có ảnh luôn. Ngâu lạnh, rứa lại lấy tiền thôi. Cũng được nghe. Mà má nó đét hơn Bo. Rẻ bèo hề, có 5 triệu chứ mày. Có 5 triệu chứ mày. Ở chung cho, tiền mà lồm như cụ khua cụ xé nữa. 5 triệu mình cờ rẻ. Giờ chịu trả rồi em còn không có được 5 triệu mua rõ. Bữa nay mua đồ cần chi tiền. Mua rõ gốc 0 đồng, 15 phút, đem má về. Hai hề, còn 5 triệu nó trỏ ràng. Mày ngu nữa, chụp 1 ngà là 2 triệu. Chỉ cần chụp 3 ngà thôi là có 5 triệu rồi. Trỏ cái rẹt. A few moments later. Dạ em chào hai anh ạ. Không biết là em có thể giúp gì cho hai anh ạ. Anh là muốn mua cái máy mà bấm phỏng là chụp hình luôn, sang rồi có ảnh á. Dạ với nhu cầu đó của anh thì bên em có một dòng máy đó chính là Fuji SQ10, khá là phù hợp với anh đấy ạ. Lái anh cái máy 5 triệu đi. Dạ hiện tại thì máy đấy bên em có giá là 5 triệu 90 ạ.
Ủa? Này anh Bon nuôi cái máy này 5 triệu mà nuôi 5 triệu 900. Mà anh lạ là anh không có tiền nghe. Bón cho anh cái mà bón mua gì? Mua trả góp. À mua trả góp. Dạ anh yên tâm ạ. À, bên em có rất nhiều chương trình trả góp. Anh không có tiền vẫn có thể mua được máy đấy ạ. À. Dạ mời anh vào trong xem máy và bên em sẽ hỗ trợ tư vấn anh trả góp kỹ hơn ạ. À. Công nhận nhanh bo nghe. Rẹt rẹt có cái máy luôn. Với cái kiểu mà chụp hình ngày hơi triệu thì không sớm thì muộn em sẽ trở thành tỷ phú. Wow. Cho con mình ăn bún bò hấu hạt. 1 week later. Lại rèm mà như rửa được ta. Nghĩ miết không có rò luôn á. Ê mối, chứ làm chi mày nằm đây? Nằm chơi chơi làm gì cả anh bỏ. Rồi rèm, thứ 10 tháng 10 chụp được nhiều hình không? Nhìn bò. Ý như anh bò nữa luôn á. Em chụp cái mũ ở tai luôn. Rồi được bao nhiêu? Anh bò kêu chụp 100 cạp. Em chụp được cái 90 cạp. Có chuyện tổn chứ mấy. Nó cũng được rồi. Mày thấy ngon chưa? Không ngon lắm. Thì 1 triệu tốn cũng gần hơi triệu rồi. Mày thua quá mày ơi. Mô. Thì hồi trước anh bò nữa là ngày chụp được hơi triệu. Mà em chụp được mẫu ngày 20 tháng 10 được triệu tốn chứ mấy. Còn là những ngày sau mẫu bò hâm bấu có được đồng bọt luôn á. Đúng rồi, ngày 20 tháng 10 là ngày phụ nữ thịt nôn. Ngày nó họ đi chơi, mi mới chụp được 2 triệu. Còn là ngày bình thường, ơi đi chơi mà mi chụp. Ủa chị lọ rứa. Anh bo núa là ngày chụp 2 triệu mà. Phải rồi, ta núa ngày 20 tháng 10 á là mi chụp được 2 triệu. Chứ ta không có núa ngày mi chụp được 2 triệu mô nghe. Chứ rèn anh bo hình núa rõ ròn rồi. Rõ, mi không thích rõ ròn mà. Lớn mà chở chi thù giờ con đến bo. Mi trừ tiền mua chỗ góp đây. Thì mi chụp hôm 20 tháng 10 á, được triệu tốn á. Lái trở lần đi. Còn mua nữa, hôm bữa chụp được triệu tốn, em mừng quá. Em rủ bọn bè nhạc nhạc sạch luôn rồi. Trời ơi, hàng đi. Mi nghĩ ra mi ăn trả hết triệu tốn mày. Mi trừ ra em bo, tiền mua chỗ góp đây. Thôi cũng lỡ rồi. Mà 20 tháng 10 mi chụp có tiền đúng không? Dạ dạ. Đó. Thay vì mi chụp 3 ngày đủ trả tiền máy thì trừ mỗi năm cứ 20 tháng 10 mi ra mi chụp 3 năm là trả đủ. Rứa là trừ em phải chụp ảnh vô bo nam hình bo. Nghĩ đang mua cái máy 5 triệu mà chưa trừ cho bo nam. Rồi khi mua mới thành tỷ phú. Rồi mua mới cho con mình nào hố hạt đã.